Miss Hạnh, wow, xin chào quý tiến sĩ và con nhà mình, đặc biệt là các bạn nữ, bạn gái xinh đẹp của kênh 48.5. Quý chị và các bạn có bao giờ thử để tóc ngắn và tạo nếp bằng cách cuộn tròn trong ống cuốn như vậy chưa? Bây giờ Miss Hạnh sẽ cùng quý vị khám phá xem thử là cái nếp từ lúc sáng cho đến bây giờ đã được tạo như thế nào rồi nha. Thấy cưng chưa, nó vào nếp và tạo ra cái kiểu tóc chiếc lá nè, lá chuối xéo xéo. Bên đây thì sẽ cong hơn, cái nếp ở bên góc bên phải này là nó có cái sự cong nhiều hơn. Nhìn cũng lạ lạ hen. Và tiếp tục chương trình thì Miss Hạnh Wow sẽ gửi đến quý vị bà con thiện sĩ nhà mình tác phẩm Từ Tốt Đến Vĩ Đại. Tại sao một số công ty đạp bước nhảy giọt còn các công ty khác thì không? Good to Great của Jim Collins. Trích đoạn thôi nha. Và bằng một cái cách ngẫu nhiên, Miss Hạnh sẽ lật dở một trang tùy theo cái nhân duyên ngày hôm nay để xem chúng ta sẽ đến với lại đoạn văn nào nhé. Ở trang 190 ha. Đối với những công ty đối trọng cũng một thế giới, mà đối với công ty nhảy giọt thật đơn giản và rõ ràng thì họ vẫn thấy phức tạp và bị một màn sương che phủ. Tại sao? Có hai lý do. Thứ nhất, các công ty đối trọng không bao giờ đặt ra đúng câu hỏi, những câu hỏi xuất phát từ ba vòng tròn. Thứ hai, họ đề ra mục tiêu và chiến lược dựa trên sự can đảm giả tạo chứ không phải là sự thấu hiểu tình hình. Như vậy thì với tóc mới và trích đoạn trong tác phẩm Good to Great thì hy vọng là quý vị đã có một sự giải trí cho bản thân vào một ngày gần cuối tuần thật là vui và ý nghĩa. Xin chào.